Đó, thế là mọi người cứ suy nghĩ là có thể thầy sẽ xây dựng một cái video cho các bạn ôn tập sau. Cái video đấy thì sẽ quay 4K đủ hình đủ tiếng cho các bạn, rồi gửi lại các bạn sau. Các bạn còn một tuần để ôn đúng không? Thì khả năng tí tối thầy sẽ quay luôn. Đó, mọi người yên tâm. Giờ này thầy bắt đầu cũng hết dự án rồi, cũng nhàn rồi, hết cái task drop đang phải căng rồi. Trước thì mình hay có cái vụ là tất cả các buổi tối trong tuần là từ 2 đến thứ 7 này, vào khoảng độ từ lúc bắt đầu blog đến bây giờ là hầu như thầy không có rảnh buổi tối nào cả, buổi tối nào thầy cũng có việc. Đấy, nên là cũng chưa có quay cho bạn nhiều video được, đa số các video ở mức cơ bản với những cái video quan trọng nhất thôi. Đó, bây giờ mình sẽ valid body ở một chỗ khác các bạn nhé. Mình sẽ làm cái kiểu là mình valid body theo kiểu đó là một cái middleware, thì mình sẽ tạo ra một cái lơi chứa nó tên là middleware luôn, đúng không ạ? Hình như là chúng ta chưa có một cái gì nó tên là middleware đây cả. Đa số đều là arrow handle, arrow này đều là những cái middleware, mà tại sao lại viết ở đây? Hash password thì các bạn thấy nhé, khi nào chúng ta gọi là một middleware, tức là chúng ta có request, có response đi vào, có lệnh để đi tiếp thì chúng ta gọi là middleware. Còn những cái phần mà nó chỉ có phần password và hash password để mình return đấy, thì chỗ này nó không gọi là middleware. Đó, ví dụ hash password và compare password nó không gọi là middleware, nó gọi là những cái hàm tiện ích. Thế còn handle arrow này về bản chất nó là cái middleware các bạn nhé, tại vì chúng ta thấy này, có request, có response, có next, nó còn gọi là middleware. Đó, thế mà chính vì vậy mà từ nãy giờ là từ những buổi hôm trước là thầy cũng chưa tạo cái middleware nào. Thầy sẽ tạo ra một cái lơi chứa nó tên là middleware luôn cho các bạn xử lý, đúng không? Middleware nó là phần mềm trung gian, và vì có nhiều middleware bên trong này nên thầy sẽ có số nhiều. Rồi trong này chúng ta sẽ tạo ra middleware, ví dụ như là có validation, đúng không? Middleware nhưng mà để validation đó. Chúng ta có thể đặt là valid body request, hoặc là request body chẳng hạn. Valid request body, đặt thế cho nó dễ, đúng không ạ? Đặt nó hơi dài một chút. Trong này chúng ta sẽ const valid, đặt cái tên hàm ấy, nó đúng với cái tên file cho chúng ta dễ xử lý. Valid body request, đúng không ạ? Thì trong này chúng ta sẽ phải xử lý cái phần liên quan đến schema. Và đương nhiên thì các bạn thấy là các bạn làm một cái hàm valid body request ấy, các bạn sẽ phải kiểm tra xem là nó phù hợp với cái lược đồ là schema này, chính là cái lược đồ. Đó, thì bên trong này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể phải viết về cái lược đồ, và đương nhiên chúng ta phải văng ra cái request, cái response và cái lệnh. Chính vậy cái gợi ý của ông này nó không phù hợp các bạn nhé, thầy đã tắt cái ông này đi. Nhiều khi ông này ông gợi ý không đúng cái hệ tư tưởng của mình. Chúng ta sẽ phải dùng cái hàm đi gọi một cái hàm khác, cái hàm này truyền tham số vào nó là schema, nhưng mà mình sẽ lại gọi tiếp request, response và lệnh nữa. Thiết kế Tùng Anh hỏi là thiết kế schema reference có giống nhau không? Tí nữa mình sẽ đến cái phần thiết kế phần đấy nhé. Ví dụ các bạn muốn viết cái hàm này đi gọi cái hàm khác ấy, các bạn sẽ viết tiếp một cái mũi tên nữa như này. Đó, xong trong này đóng mở ngoặc, xong chúng ta viết rest, phông to các bạn nhìn này, request, response, luôn luôn request viết trước, response viết sau, đúng không? Và ở đây chúng ta có lệnh. Thế thì có nghĩa là gì ạ? Cái hàm này ấy, nó mũi tên sang cái hàm này, đúng không? Nó mũi tên sang hàm này. Ở cái hàm này bên trong ấy, nó lại có chứa request, response và lệnh. Đây là hai cái hàm lồng nhau các bạn nhé. Tham số truyền vào, tham số của cái hàm này ấy, nó sẽ nhả ra, nó sẽ return ra cái hàm có request, response và lệnh. Cho nó mình code ở trong này. Đó, tư tưởng nó sẽ là như vậy, nhìn nó cũng hơi dị đúng không? Nếu các bạn không muốn viết tường minh ra như này, các bạn có thể viết nó như này, mũi tên như này đúng không? Return ra như này. Đó, thực ra là trông nó như này cơ, trông nó là một cái function mà trả ra một cái function khác. Thế nhưng mà thầy bỏ qua return, thầy bỏ qua dấu mở ngoặc nhọn, nên là trông nó cũng hơi ảo đúng không? Đặc biệt với người mà mới tiếp cận JavaScript này bảo là sao lại có hai cái mũi tên ở đây, có phải là thầy viết sai không? Thực ra là không viết sai mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy cái màn hình của thầy đúng không? Không viết sai đâu mọi người nhé. Đây là một cái hàm mà trả ra một cái hàm khác. Đó. Thế trong này mình mới try cat. Nó lại giật rồi. Để thầy tắt cái mặt thầy đi ạ. Mọi người đoạn này mọi người ok không? Gõ 1 xác nhận giúp thầy này. Nhìn nó có hơi dị không? Cast thì mình vẫn gọi lệch thôi, mình vẫn gọi lệch như bình thường. Mình trả về error handle thôi. Error. Đó. Thế trong phần trai này mình mới bắt đầu mình xử lý những cái nội dung khác. Ví dụ chúng ta có cause error giống hệt như buổi hôm trước ấy. Chúng ta có error thì chắc chắn nó destructuring nó sẽ lấy được error ở đây. Mình sẽ away ở đây, đúng không ạ? Away đây thì mình nhớ là phải async bên ngoài. Async ở cái function bao bọc nó, async ở đây. Đó. Bên mình away ở đây thì các bạn sẽ gọi đến away schema, đúng không? Schema là truyền vào từ bên ngoài, gọi đến valid. Bây giờ các bạn nhớ là mình đang sử dụng away thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể dùng valid. Validate như này, Đó. Validate như này. Còn nếu mà các bạn không có away đây, các bạn không có away đây luôn thì các bạn có thể sẽ dùng đến cái phương thức nó là validate async, tức là xử lý trường hợp là đồng bộ cho cái ông này. Đó. Thế tại vì thầy có async bên ngoài rồi, thế nên là thầy hoàn toàn có thể là bỏ qua cái chữ validate ở đây. Đó. Thế trong này các bạn sẽ gửi vào là request.body để mình kiểm tra. Ngoài ra thì các bạn có cái phần xử lý là abort only. Abort only tức là mình làm sao để mình xử lý từng lỗi cùng một request, hay là mình báo ra cái lỗi sớm cho người ta. Abort only để true false, đúng không? Bình thường mặc định nó là true rồi, mình sẽ làm false rồi. Rồi ở đây các bạn có thể thử con log cái error để xem trông nó như nào. Con log là error. Đó. Nếu mà có error thì mình có thể hoàn toàn mapping ở đây cũng được. Đấy thì validate body ấy, trông dùng nó sẽ hơi khác một chút. Chúng ta sang container này. Những cái chỗ mà cần validate ấy, chúng ta không phải viết dài như này nữa. Chúng ta có thể hoàn toàn viết ngắn thôi. Tại vì nó vốn dĩ là một cái middleware rồi nên là viết ngắn đi rất là nhiều. Đây, mình có bước 1 mình valid này. Mình bỏ hết đi, coi như bước 1 mình giải quyết ở bên ngoài. Phần register này cũng thế, phần login cũng thế luôn, đúng không ạ? Rồi. Option Shift O để xóa đi những cái import không cần thiết. Và bên category chưa có gì, bên product cũng thế. Mình cứ thấy những cái đoạn liên quan đến valid thì mình tạm thời mình xóa đi nhé. Mình xóa đi tại vì mình chưa cần. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ làm nào để sử dụng nó giống như một cái middleware. Đây, phần valid này mình cũng bỏ đi này. Đấy, cái này thì các bạn data file by id and delete source remove, thế thôi, đúng không? Chúng ta chỉ có add và có update là cần phải valid thôi. Bây giờ chúng ta có middleware rồi, chúng ta sẽ vào router, chúng ta thêm middleware. Ví dụ như bản thân ông product này ấy, khi các bạn update và các bạn post, đúng không? Update và post thì mình sẽ tách riêng ra. Mình để xuống dưới như này. Đó. Và post thì mình cũng tách riêng ra, mình để xuống dưới như này. Khi có post và put là chúng ta cần có một cái middleware ở đây. Các bạn hoàn toàn có thể viết cái middleware ngay sau dấu phẩy này, nó sẽ chạy vào cái function này, xong nó mới chạy đến create product valid, đúng không? Body request phẩy ở đây. Đó. Và cái tham số truyền vào của mình chính là cái thằng product schema nhé. Product schema. Đây này, product schema này. Mình xem lại xem validation được đồ của mình là gì. Product schema, đúng không ạ? Đó, mình sẽ cấy cái nội dung cần truyền, cái lược đồ vô đây. Đương nhiên là chúng ta sẽ import nó vào. Đó. Thế thì nếu như các bạn viết thế này thì các bạn sẽ phải viết 2 lần, sửa thành 2 dòng. Đó. Thế thì thay vì thế thì mình sẽ viết một cái router, gọi là một cái middleware trên này là product router.u để chặn ở đằng trước, đúng không ạ? Chặn đằng trước và chúng ta sẽ paste ông validate valid body ở đây. Và các bạn hoàn toàn có thể chú thích ở đây là nếu mà các bạn đi bên trên ấy, thì các bạn chưa có gặp ông này. Nhưng mà các bạn đi xuống dòng 20, 21, tức là những cái việc mà liên quan đến post và put ấy, các bạn chắc chắn sẽ gặp cái middleware này. Middleware này. Lúc đó thì các bạn chỉ biết một dòng thôi. Thế thì hóa ra là trước giờ là chúng ta nhìn thấy là nếu mà chúng ta càng muốn làm nhiều thứ mà nó có cái sự nghiêm trọng thì chúng ta càng phải có nhiều cái middleware chúng ta chặn. Đó, như này là cái middleware. Nếu mà đi qua đây, đi qua dòng 19 thì đi được xuống dòng 20 và dòng 21. Bây giờ chúng ta thử post thử một cái sản phẩm thì xem cái kết quả trông nó sẽ như thế nào. Đương nhiên là bên out thì các bạn cũng làm tương tự như thế. Out thì rõ ràng chúng ta sẽ có middleware ở đây, out router.u, và chúng ta có một cái middleware tên là valid body request. Nhưng lần này cái lược đồ của chúng ta truyền vào nó sẽ là user schema. Mình không nhớ là cái user schema hay sao. Đây, register và login, đúng không ạ? Register và login. Vì hai cái này nó khác nhau, nó là những trường hợp đơn lẻ. Chính vì thế mình sẽ phải tách nó ra. Chúng ta sẽ có tách nó ra thành hai trường hợp. Lúc này mình sẽ tận dụng trường hợp viết trực tiếp đây này. Valid body request. Cái trường hợp này là register schema này. Đó, rồi sau dấu phẩy. Rồi ok. Thế còn ông login này thì cũng là valid body request. Nhưng mà ông này, cái lược đồ của ông này sẽ là login, đúng không ạ? Login schema. Ở sau khi chạy qua cái function này thì nó sẽ đi đến cái function login. Thế thì mình nhìn thấy là ok rồi. Nó vẫn bị scratch là do cái ông valid body request là mình import chưa có ok. Thì xem các bạn thấy là import nó bị sai hay bị làm sao thì các bạn sửa. Chúng ta có valid body request is not, không được phép, đúng không? Không được phép. Ở router product.js, router product. Đây. Valid body request nó chưa có import rồi. Valid body request ở đâu? Sao nó lại... Thầy chưa export ở bên kia sao? Có thể là thầy chưa export bên này, đúng không? Ngáo ngơ quá. Export, đúng không? Cái này các bạn export default giúp thầy nhé. Export default valid body request. Cái này nó hơi ảo nhỉ. Rõ ràng là chúng ta thông thường chúng ta import được thì chúng ta phải export trước. Nhưng ông này ông vẫn gợi ý mà lại hóa ra là thầy chưa export mà nó vẫn gợi ý. Rồi. Ok, phần out mình cũng sẽ làm như vậy. Chưa import. Rồi, import vô. Bây giờ là chạy ngon lành rồi. Connected MongoDB rồi. Các bạn thấy phần connected này nó luôn bị trễ một tí, đúng không? Nó là một cái xử lý bất đồng bộ. Nếu các bạn cẩn thận hơn nữa thì các bạn có thể tách cái phần connected này ra một cái chỗ riêng. Các bạn biết ở chỗ này, thông thường cái chỗ này nó sẽ là cái chỗ mà rất có thể là có nguy cơ cao là nó bị lỗi ở đây này. Đấy, thế nên thông thường là không phải database lúc nào nó mượt mà, nên là có thể hoàn toàn các bạn phải tách ra một phần riêng. Ví dụ chúng ta tạo ra một cái hàm ở phần until này là connect nó .cs. Rồi các bạn có thể const async như này, đúng không ạ? Connect bằng async mũi tên. Rồi, trong này có away. Thì rõ ràng trong này chúng ta sẽ phải xử lý là nhiều khi nó thất bại, nên là mình sẽ try catch. Đó. Try thì mình sẽ away, đúng không? Away. Đó. Await và không có gen nữa. Chúng ta sẽ xử lý là nếu như mà await thành công thì nó sẽ báo ra là con số log như này. Còn nếu mà lỗi thì nó sẽ ra cast. Đấy là cái trường hợp mình sử dụng try catch, sử dụng async await. Thế còn nếu như mà chúng ta vẫn muốn sử dụng try catch cho nó ngắn, cho nó đơn giản thì các bạn bỏ luôn async đi, cũng không sao, bỏ luôn try catch đi. Để tùy các bạn viết kiểu gì nó tiện và nó ngắn là được. Đấy. Bây giờ mình sẽ không await nữa mà mình chạy ông MongoDB connect mongo.connect, đúng không ạ? dburi.gen rồi console log ra là connected. Còn nếu trong trường hợp thất bại thì chắc là mình sẽ ghi cache đây. Đấy, cache đây có arrow mũi tên ra, console log ra arrow. Đó. Thế thì dburi này chưa được import. Chính vì thế này chúng ta lại phải có một cái vùng để chúng ta lưu trữ và xử lý cái phần biến môi trường. Các bạn thấy là mỗi lần mình sử dụng biến môi trường ấy, mình đều mất rất nhiều cái công sức để mình xử lý, là mình luôn import .env xong .env config cái đống này. Thì thầy nghĩ là mình không nên làm như này các bạn. Trong thực tế mình cũng không có triển khai theo cái kiểu mà mình mỗi lần mình cần thì mình import vô. Mình sẽ tách ra thành một cái tiện ích, nó là một cái tiện ích chuyên để xử lý cái phần biến môi trường. Các bạn có thể đặt nó là NV như này, LV hoặc là các bạn có thể đặt tạo nó là lv.js. Rồi các bạn import cái đống kia vào, các bạn .env config cái đống này. Xong sau đó nhé, bạn khai báo destructuring này, cons mở ngoặc ra. Ở đây là có cons post dburi post rồi thậm chí còn nhiều cái khác đúng không? JWT gì gì đấy. Ở mình xem ở trong cái phần env.local mình có gì? JWT secret này đúng không ạ? Thì mình sẽ có JWT secret. Đó. Xong sau đó mình lấy được rồi mình sẽ lại export ông này ra. Đó. Export ra. Thực ra có thể viết gộp vào thành một dòng nhưng mình sẽ viết tách từng dòng để cho các bạn dễ hiểu. Đó. Trong này mình lại export ra là db uri port JWT đúng không? JWT secret. Thực ra mấy cái mã bí mật này thì mình viết hết ở đây, xong mình lại export default ra hết một lượt như này. Rồi sau đó thì bên kia họ sẽ nhận được. Họ sẽ nhận được và họ sẽ chỉ việc import và dùng thôi, chứ họ không có phải dot env, config các thứ nữa đúng không ạ? Chúng ta sẽ bỏ bớt mấy cái linh tinh này đi. Dot env cũng mất hút luôn rồi. Rồi bot này thì mình sẽ bây giờ import đúng không? Import. Port này từ NV nó không có nhận đúng không? Đợi thầy xíu để thầy xem nào. Mình có export được thế không ta? Hay là phải export lần lượt từng tí một? Import port from chỗ đằng bên này như là thầy lại export default rồi, đúng không? Export phải export như này, không export default được. Export nhiều thứ mà đúng không? Export port from until đúng không ạ? Cái ông kia ông ở until, ông ấy ở nv.js đó. Mình sẽ để như này. Bên này nó nhận rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì mình chỉ việc gọi cả cái hàm connect ra mình xử lý. Thì cái hàm connect của mình ấy, mình nhìn lại xem nó cần cái gì nữa. Cần mongo đúng không? Cần mongo thì mình sẽ import mongo. Import mongo. Đó, đầu tiên là import mongo. Import mongo. Rồi, tiếp theo thì mình có cái đường bên dưới mình có dburi này, mình cũng sẽ phải import vô. Mọi người đợi thầy xíu xem tại sao nó không gợi ý. Import dburi from.env đó, rồi. dburi đây. Rồi mình lại export ông này ra đúng không? Export default. Connect. Rồi. Connect này bây giờ mình sẽ dùng ở bên kia. Connect đến từ until connect. Rồi ok. Đó. Hơi bị lằng ngoằng đúng không? Connect này thực ra mình cũng có thể tích hợp cả cái đống này cũng được. Mình vừa mới bỏ qua cái chuyện đấy. Rồi, nó chạy được bình thường rồi. Các bạn thấy là khi mình tái cấu trúc thì mình nhìn nó gọn hơn, nhưng mà cái việc mình tái cấu trúc nó dẫn đến là mình cũng code lâu hơn, mất thời gian hơn. Thế thì mình vừa tái cấu trúc một cái hàm connect tách ra này, một cái hàm chuyên config tách ra này. Sau này các bạn có thêm những cái biến môi trường, các bạn cứ vào đây các bạn sửa giúp thầy nhé. Nhìn thế này nó gọn rất là nhiều. Và sau này các bạn thay đổi đúng không? Sau này các bạn thay đổi, các bạn đưa lên cái môi trường deployment, đưa lên cái môi trường product ấy. Các bạn chỉ việc sửa cái biến ở đây thôi. Thay vì mình lv.local, mình chỉ cần nv dev hoặc lv.product, thế là xong. Mình chỉ sửa một chỗ thôi chứ mình không có phải đi sửa từng chỗ một, nó khá là mệt mỏi. Đấy. Thế bây giờ thì mình quay lại mình test mấy cái middleware mà mình vừa mới viết xem là nó ổn chưa. Cái middleware này mình validate body request này, đúng không ạ? Và mình dùng nó thì mình đang dùng theo kiểu là mình cài vào những cái router, các bạn nhớ nhé. Mình cài vào trước khi mình post và trước khi mình put thì mình phải chạy qua cái validate body này. Viết theo kiểu này thì về sau dự án nó phình to ra, các bạn nhìn thấy nó rất là clean. Đó. Mình sẽ bật Postman để mình thử nhé. Đây, chúng ta sẽ thử tạo một cái sản phẩm. Như vậy là khi các bạn nhìn cái màn hình thầy code ấy, nó khá là code, nó cũng khá là khác so với các thầy khác, và cũng có thể là nó cũng khá là mới với cái cách tư duy của bạn trước đấy ấy. Nên là chúng ta sẽ phải cố gắng là xem đi xem lại, hoặc là nếu như mà các bạn nắm bắt được rồi thì các bạn xem một lần là ok, đúng không? Localhost 8000 số API đây, mình sẽ thêm cái sản phẩm là áo vest, đúng không ạ? Áo vest. Bây giờ mình sẽ thêm sản phẩm là áo lỉ thu đông 2025 đi, mô tả cái áo lỉ rồi xem. Đó. Có vẻ như là nó đang khựng ở đâu đó, đúng không ạ? Nó khựng ở đâu đó mà send request mãi. Cái category mình chưa có này, đúng không? Hình như đây là bài của một cái lớp khác rồi sao? Đây, chúng ta nhìn thấy cái gì đây? Nhìn thấy cái phần label is not allowed, title is not required. À, thế hóa ra đây là cái data của cái lớp khác rồi. Mình đang bị báo ra là console error này, chứng tỏ là cái middleware mình đã hoạt động rồi các bạn nhé. Middleware của mình console log ở đây, đúng không? Console đây. Như vậy là hoạt động rồi, thành công rồi. Bây giờ mình sẽ mapping cái error này. Mình cũng sẽ, nếu mà if có error, nhiều lỗi mà, chính vì thế nên mình sẽ mở ngoặc ra, mình có error có số nhiều, đúng không ạ? Error.map. À, đây là trong này nó là detail này, detail.map, nó là cái mảng chứa những cái thông tin lỗi. Mình sẽ để là item.message. Rồi, sau khi mình map được dữ liệu rồi mình mới return ra. À, tôi có một cái mảng chứa những cái lỗi mà ông đã gặp phải, status. Validate thì mặc định mình sẽ để là 400.json. Thông tin các lỗi của ông đây, message này. Message của ông sẽ là gì ạ? Các bạn có thể cấu hình một cái lỗi là error.message. À, error message, đúng không? Error message. Message chấm một cái thông tin, ví dụ như là invalid body request chẳng hạn. Invalid body. Đáng ra mình định nghĩa cái từ khóa này ở bên message bên kia thì bây giờ nó sẽ gợi ý, nhưng mà thầy chưa định nghĩa thì phải. Invalid body request. Đó, invalid body request. Bây giờ thầy sẽ sang bên kia thầy định nghĩa, để mình biết được là đây là cái lỗi xảy ra khi mà gì ạ? Khi mà mình validate cái dữ liệu đầu vào. Và bây giờ mình sẽ gửi cái ông error vào đây. Errors. Đó. Error này là lấy từ ông này, đúng không ạ? Lấy từ ông này. Đó. Bây giờ các bạn sẽ lên trên cái phần constant, các bạn vào phần message, các bạn thông báo error cho thầy là có một cái lỗi nó tên là invalid body request, nó báo là gì? Invalid body request. Đó, ví dụ vậy. Đấy thì nó sẽ nhìn nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Bây giờ mình gặp lỗi mình thêm phát xem nào. Postman rồi. Kéo sang đây cho dễ nhìn này. Send. Đó, quăng ra một đống lỗi là title required name thì không được phép. Cái này chắc là thầy test cho một lớp khác nên nó thế. Bình thường cái cấu trúc product của mình là title send, đúng không ạ? Send này ok rồi. Các bạn thấy là mình còn chưa có category, đúng không? Mình còn chưa có category. Cái này chắc ở lớp nào đấy. Mình sẽ bỏ cái phần category đi xem này. Nó đang collect và nó chạy qua đây. Nó chạy qua đây thì nó không vào error rồi. Nó đi được qua cái phần valid body request rồi. Thì mình xem tại sao nó vẫn sending request như thế này. chúng ta đang post product thì chúng ta thử xem vào phần post nó vào đây chưa. Đó, các bạn có phần data product away create body này, console log 11 cho nào, xem này. Title description bright. Nó chưa vào đây đúng không? Các bạn lại Ctrl C tiếp này. Các bạn lại đặt sang bên này, các bạn xem nó có vào đây không đúng không? If arrow nên vào đây rồi, nếu không vào đây thì nó sẽ xuống đây. Đây là thầy sẽ để là con số log 111. Xem lại này. Đó, mình check thì mình sẽ validate như thế các bạn nhé. Đấy, nó con số log 111 tức là nó không bị lỗi, nó xuống được đây. Nó xuống được đây thì đáng ra mình sẽ phải gọi hàm lệch, nhưng mình lại không gọi hàm lệch đúng không? Đó. Khi mà thầy code đấy, không bao giờ thầy code một lần vẫn đúng luôn đâu các bạn ạ. Đúng ra chúng ta đi học ấy, chúng ta hay có kiểu là có giảng viên code cho là cứ thế là code theo, nên là các bạn thường có cái khả năng nhìn nhận lỗi nó khá kém. Còn khi mà thầy phải đi tự mò, thầy phải đi đọc đốc, thầy phải đọc trên mạng, thầy phải tái cấu trúc nhiều lần đấy. Có khi là phải nhiều tháng trời thì nó mới ra một cái cấu trúc code chuẩn. Đấy, thế chính vì thế nên là thầy cứ mò dần, bây giờ nó lệch thì nó chắc nó đi được rồi. Đó, nó lệch thì nó đi được rồi, nó thêm sản phẩm thành công rồi. Đó. Bao nhiêu thiếu sót thì mình cứ làm dần nhé các bạn nhé. Đấy, khi mình thêm được sản phẩm thành công này là ok, cái middleware của mình đã hoạt động thành công. Đấy, còn cái phần đăng ký đăng nhập thì hoàn toàn các bạn cũng có thể thử nghiệm. Ví dụ chúng ta làm đăng ký, chúng ta xem thử cái hàm đăng ký đúng không? Hàm đăng ký này thì mình nhìn nhận là hình như là mình cũng có một cái sự khác nhau giữa lớp này với lớp kia. Như thế để thầy code đây là thầy này code cho một cái service thật ở đâu đó, thì khả năng thầy phải tạo ra một cái workspace khác cho cái lớp khác thôi, chứ còn thế này thì nhiều khi nó cứ nhầm lẫn lớp mình với lớp khác này cũng hơi mệt nhỉ. Suộc API, suộc out, suộc register. Đó. Confirm pass, lớp mình không có confirm pass nhỉ. Lớp khác thì dạy có cả confirm pass. Rồi, nói thêm cái thông tin nó khá là ok. Như vậy là mình sửa cái middleware được theo ý mình là ngon lành. Bây giờ mình sẽ tập trung vào cái chuyên môn chính của mình là làm CRUD category nhỉ. Hay là chúng ta còn chưa có phân quyền. Rồi chúng ta sẽ làm một cái phân quyền các bạn nhé. Phân quyền thì hôm trước thầy đã hứa hẹn các bạn là thầy làm phân quyền đúng không? Chúng ta sẽ tạo ra một cái phân quyền, có thể nó là check is admin, tức là check xem ông có phải là admin hay không. Thì thông thường nhé, trong một hệ thống nhỏ chỉ có admin và member thôi, rule nó đơn giản. Thế còn trong một hệ thống lớn ấy, thì nhiều khi các bạn hình dung là nó có nhiều quyền lắm, và lúc đấy khi các bạn check cái quyền nào ấy, thì các bạn phải đưa cái quyền đấy vào một cái check permission. Check permission tức là check xem ông có cái quyền đấy không. Nó nhiều khi nó là một mảng các quyền cơ, chứ nó không phải là một quyền. Đấy là bài toán nâng cao. Bài toán đơn giản thì chúng ta sẽ check admin, tức là xem ông có phải là admin hay không. Mình cũng sẽ chỉ export const check is admin bằng async request, cái này khá quen rồi, response, và có lệnh mũi tên ra đây, mà ngoặt ra try cast. Đó, cast thì sẽ là dùng đến next arrow. Còn bên dưới này bây giờ mình để cho đỡ quên, mình rút kinh nghiệm, mình bảo là ok tôi thành công thì tôi lệch luôn đây. Lệch này không phải lệch arrow mà lệch bên dưới mới là lệch arrow các bạn nhé. Hai cái lệch khác nhau hoàn toàn. Ở chỗ này chúng ta sẽ kiểm tra đúng không? Kiểm tra ông có quyền hay không. Chúng ta sẽ hỏi là request hỏi chấm chấm đến gì ạ? User hỏi chấm chấm đến row hỏi chấm chấm đến row là được rồi, bằng đúng không? Bằng ông có phải là admin hay không? Nếu ông là admin thì tôi sẽ báo ra là ông không phải đúng không? Ông không phải thì tôi sẽ báo ra là ông không có quyền làm cái việc này. Ví dụ mình sẽ return ra là rest chấm status, mình báo ra là gì 400, hoặc là không có quyền thì các bạn có cái status code là author là bao nhiêu, 400 bao nhiêu ấy, thầy không nhớ. Thầy không nhớ là 400 bao nhiêu ấy, xong chấm JSON. Ở trong này mình sẽ báo ra một cái message cụ thể cho người ta hiểu là arrow.message 403 thì ạ. Forbidden đấy. Forbidden à? Ok. Nó là cấm. 403, 404 là nó mất phao. Thế thì mình sẽ thêm cái message vào đây nhé. Arrow đâu rồi? Không biết là có forbidden chưa? Chưa có. Mình sẽ thêm một cái nó là permission deny chẳng hạn. Deny tức là không được phép, không được phép. Ở đây các bạn sẽ báo chung là permission deny. Permission delete. Rồi. Không có quyền đúng không? Permission delete. Đấy là bây giờ mình mang cái này mình qua bên kia mình nhúng nó vô. Đó. Còn nếu mà không có cái message này, lỡ trường hợp đen nhất không có cái message này thì mình sẽ báo cái chuỗi như thế này. Đó, thế là ok. Thế thì bây giờ mình phải hiểu là cái check yasmin này mình dùng middleware này là mình đã có một cái request.user bên trong. Thế nên bây giờ mình lại phải dùng một cái gì ạ? Dùng một cái có thể là dùng một cái middleware khác hoặc là dùng một cái hàm tiện ích khác để mình phân giải cái token đúng không? Mình phân giải cái token để mình gửi vào trong request thì nó mới hợp lý. Đó. Thế thì chúng ta sẽ tạo ra một cái middleware khác nó là verify token các bạn nhé. Verify token.js nó con export export con lú cái đầu luôn. Verify token chấm bằng đóng mở ngoặc đã đúng không ạ? Cái verify token này nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó lấy cái dữ liệu từ bên header. Đó, các bạn còn nhớ là trước đây ấy, các bạn đăng nhập thành công ấy, thì chúng ta đã gửi về cho người dùng một cái token đúng không? Đây này, nó là cái token này này. Send này. Đó, cái token này này. Cái token này mỗi lần nó được sử dụng ấy, thì nó sẽ gắn vô header các bạn nhé. Nó gắn vô header bằng cách là ví dụ bây giờ thầy vào create product, thầy là admin, thầy muốn thêm sản phẩm thì các bạn sẽ gắn vô header, gắn vào phần out. Và các bạn có thể chọn một số cái kiểu token ví dụ như là digit out, OA1, OA2, beer token, basic token đúng không ạ? Nó chỉ khác nhau cái cấu trúc một chút thôi. Thì thầy sẽ dùng ông beer token này, nó ở dạng chuỗi các bạn nhé. Dạng chuỗi. Đó, các bạn sẽ pet cái phần token mình mới có vô đây, sau các bạn send. Đó, các bạn send thì đương nhiên cái này nó chưa bị chặn tại vì mình chưa có cái xử lý cái vấn đề về token, mình chưa có chặn quyền. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc đấy bằng cách là tạo ra một cái phần nó verify token đúng không? Thì đương nhiên là chúng ta cũng biết được là nó ở đâu rồi nên bây giờ các bạn có thể const token nó sẽ bằng cái header này đúng không? Chấm bên trong nó là out đúng không? Authorization này đúng không? Authorization. Thầy không nhầm thì nó là như này. Đấy, chúng ta sẽ console log thử cái token ra xem nó đã vào đây chưa. Và đương nhiên verify token mình sẽ phải để ở trước cái phần thêm sản phẩm để mình xem mình thêm sản phẩm thì nó có chạy đúng vào đấy không. Thế thì ở đây các bạn thấy là phần get ấy, thì ai cũng nhìn được, tức là phần xem sản phẩm ai nhìn được, nhưng mà riêng put, delete và post thì nó cần một cái middleware là gì ạ? Kiểm tra xem ông phải admin không ấy, đúng không? Router.view. Trước tiên là phải biết ông là ai cái đã. Verify token cái đã. Đó. Verify token. Và khi mà bắt đầu chạy vô đây thì mình khả năng cao là mình sẽ console log được cái phần header.out ngoài kia. Đây, nó bắt đầu lỗi toe loe đây đúng không? Nó bảo là header is not defined đây đúng không ạ? Nó phải là request.header đúng không? Verify token đâu rồi? Request.header. Nó lại đang bị cái lỗi gì? Request không có luôn. À ok. Lại còn chưa điền tham số, ngáo thế nhỉ? Hay tại vừa uống non bia nên bây giờ ngáo nhỉ? Đến chiều. Rồi, rồi. LPM run dev. Rồi, đây rồi, mình lấy được cái token đấy rồi. Sau một thời gian đãng trí của thầy thì cuối cùng thầy cũng lấy được cái token. Nó là một cái chuỗi có chữ bia ở đằng trước, xong có dấu cách, xong đến cái token của mình. Bây giờ mình muốn lấy cái chuỗi này để mình xử lý thì các bạn chỉ việc gì ạ? Token đến out, xong đến out này nó chính là cái chuỗi, đúng không? Chính là cái chuỗi. Chúng ta sẽ đến cái đoạn này rồi chúng ta sẽ split ra. Split tức là mình sẽ phân giải cái chuỗi ra thành cái mảng, đúng không ạ? Split và lấy phần tử bao nhiêu đấy. Đấy thì các bạn có thể split theo cái cách nào đó, các bạn có thể là split theo dấu cách, tại vì hiện tại đây thấy đấy là hai cái phần tử quan trọng nhất của mình đang cách nhau bởi một cái gọi là dấu cách. Đó. Thì các bạn có thể split bằng cách là split dấu cách nhé các bạn nhé. Tham số truyền vào nó sẽ là dấu cách như này và lấy phần tử thứ 1. Tại vì phần tử 0 ấy, nó sẽ là cái chữ bìa, còn phần tử index bằng 1 nó sẽ là cái chuỗi đằng sau mà mình cần. Mình sẽ như này. Đó, xong mình kiểm tra, nếu mà có token thì mình làm tiếp, còn không có token thì mình báo ra là ông chưa có đăng nhập hoặc chưa có, cái người dùng này không có đăng nhập, đúng không? Không có token thì mình return ra là rest.status. Lỗi chung chung có thể để lỗi 400, đúng không? .json, một cái message này nó có thể là error message chấm một cái message là token invalid chẳng hạn, tức là không có phân giải được token hoặc token nó bị lỗi invalid. Token invalid này không biết là thầy cũng đã ghi bên message chưa. Đó, khi các bạn mới code, đúng không, gặp rất nhiều thứ linh tinh, invalid email, invalid đấy, token invalid đây, may quá, token invalid. Thế xong mình cái import này nó đang bị sai chỗ, thầy sẽ để lên trên rồi. Xong mình sẽ báo ra như này. Còn nếu mà mình xử lý được, mình kiểm tra mình thấy nó ngon lành rồi, mình sẽ bắt đầu gọi decode. Decode tức là mình phân giải cái token đấy các em. Mình sẽ gọi đến verify token. Verify token này mình biết chưa nhỉ? Gọi đến một cái xử lý chuyên về xử lý token. Nếu không thì các bạn không verify token đây thì các bạn sẽ verify token bị chốc. Thầy đang viết cái verify token đấy. Ok, thế thì mình sẽ đổi đi, mình sẽ lấy cái này mình sẽ đổi đi, mình sẽ tách ra thành hai hàm nhé. Tại vì sau này cái dự án lớn của mình nhiều khi mình verify token mà mình không check out, thế thì mình sẽ để đây nó là check out đi. Cái hàm này mình sẽ để nó là check out nhé. Check out. Thế bây giờ thầy sẽ viết một cái hàm chuyên verify token riêng. Cái hàm này nó sẽ ở bên until, ở bên JWT này, nghe nó mới hợp lý. Ví dụ như verify token nó chỉ có làm mỗi cái việc liên quan đến verify token thôi, thì nghe nó có vẻ nó hợp lý hơn. Thầy sẽ export con verify token bằng tham số đầu vào, nó sẽ là cái token, mũi tên ra đây nó sẽ làm một cái việc return, đúng không? Return cũng có thể là nhiều người người ta muốn có cả cái phần thời gian, đúng không? Cái phần thời gian nó sẽ là phần generate token. Thôi tạm thời mình verify token mình sẽ thế này thôi. Mình sẽ return ra một cái đống nó tên là gì ạ? JWT import từ JSON web token, lại trừ import JWT from JSON web token. Rồi JWT này ấy, nó sẽ gọi đến cái phương thức là verify. Rồi trong này nó có cái token. Token này mình có thêm cái JWT secret nữa. Ok, thế thôi. Thế cái hàm này thì mình cứ cần dùng ở đâu thì mình paste nó vô. Đó, nó tiện. Bây giờ mình sẽ sang cái phần check out là mình verify token. Đó, trong này mình sẽ nhét cái token của mình vào. Đó. Thế thì sau khi mình xử lý được là mình verify cái token rồi, mình mới kiểm tra là nếu được thật. If không được thì chạy vào đây decode. Đó, báo ra là gì ạ? Token invalid tiếp, rồi làm đoạn này cho nó nhanh. Đó, để nó nhanh. Thế còn nếu mà mình đi xuống dưới được tiếp thì mình sẽ kiểm tra tiếp là có cái decode rồi thì mình sẽ tìm user bằng away user model chấm gì ạ? Chấm file by id. Tại vì mình biết được mình gửi vào cái token của mình là cái id mà, file by id, và trong này mình sẽ có cái decode.id, đúng không ạ? Decode chấm gạch dưới id thì phải. Thầy nhớ không nhầm lúc thầy mã hóa thì nó là như này. Thế vì await ở đây bị lỗi thì mình để mới sinh bên ngoài. Tưởng nó không phải làm gì đến cái việc sinh away cơ. Nếu mà có thì mình lại phải try catch một tí. Mình phải try catch một tí. Catch cho x. Try catch cho đầy đủ. Đó, các bạn thấy là lúc thầy code trên lớp thì thầy code cho nó xong, cho nó chạy đơn giản nhất để sinh viên dễ nhớ. Nhưng mà khi mà chúng ta code dự án thực tế thì nó thế đấy. Rồi, like error. Bây giờ mình có user rồi, mình mới gắn cái user này vào trong request, request.user. Cố tình tạo ra một cái trường tên là user nhé, để mình gắn nó vào để cho cái ông check permission bên kia, check env bên kia ông dùng. Đó, xong mình mới gọi like. Đó, các bạn hiểu ý nghĩa đoạn này đúng không? Mình verify được user, xong mình gắn user vào request. Thì cái ông check out này ông xảy ra trước. Ví dụ bây giờ mình cần phải xử lý thêm sản phẩm thì chỗ này mình sẽ phải check out trước này. Đó. Check out mà người ta ok, người ta có import lâu thế. Check out xong thì mình mới sang check admin, tức là người ta đăng nhập rồi thì mình mới check là người ta có phải là admin hay không. Mình check, mình để ra thành cái từng cái bước một như vậy thì sau này các bạn sẽ thấy là mọi việc nó không có bị lặp đi lặp lại. Đó. Đến đoạn này là thấy nó cũng khá là xịn rồi. Check out là check bạn đăng nhập chưa. Bạn đăng nhập rồi thì tôi mới check là bạn có phải là admin hay không. Bạn admin rồi thì tôi mới cho bạn xóa, sửa và thêm và cập nhật các thứ này, đúng không ạ? Đây còn cả sort remove đây. Đó. Bây giờ mình sẽ làm thử này. Các bạn cứ giả sử như ông này ông chưa có đăng nhập thì khả năng cao bạn sẽ bị lỗi, đúng không ạ? Bị lỗi. Lỗi này thì các bạn gặp một cái lỗi này không phải là lỗi do service trở về, lỗi này là do import các bạn nhé. Kéo lên này, cannot read property undefined reading stability. Đó. Thế thì rõ ràng là cái phần đây request.header author đây, hỏi chấm phát lửa. Nếu mà có author thì mình mới split, còn không có thì mình đừng có split nhé, nó sẽ bị cái lỗi như thế. Lỗi trớ trêu đấy. Đó. Đấy. Như vậy là mình kiểm tra được là ông này ông chưa có đăng nhập, token invalid. Thế còn trong trường hợp ông đăng nhập rồi ấy, mình sẽ lấy một cái token có tồn tại rồi mình đặt vô. Ông này ông chỉ là member thôi nhé. Ctrl C đặt vô trường hợp thêm sản phẩm. Send. Permission deny, đúng không ạ? Ông này là dân thường, nó không có quyền xóa. Cho ông này làm save phát sao nào. Thầy sẽ mở Mongo Compass, mình sẽ connect, mình sẽ vào đúng cái lớp mình cập nhật một chút cho cái ông này tên là gì không biết. Ông này ông tên là Hoàng nm.ndm. Kéo sang đây. Sao ông này cũng không có trong cái tên cái hệ thống này luôn nhỉ? Hay là ông đấy ở đâu đó ở nơi khác đến nhỉ? Có đúng là cái database của lớp mình không ta? Ở đây check lại xem nào. Check lại LV đúng không nào? À, Logies e-commerce cơ đúng không? Ồ, thế là nãy giờ mình làm việc là mình đang làm với một cái MongoDB Atlas nhé, chứ không phải là làm việc với local đâu. Hôm trước là chúng ta đã được học là kết nối với MongoDB Atlas rồi thì phải. Đây này, đây như đây đúng không? Đây chính là ông thần này, Logies e-commerce đây. Bảo sao? Đây Logies e-commerce đây, database của mình là trên cloud của MongoDB đấy. Đó, ông Hoàng LM này. Cho ông làm admin nhé, cho ông làm admin. Admin đúng không? Update. Ông là admin thì ông ấy đăng nhập lại phát. Login lại. Đấy các bạn thấy bây giờ ông là admin rồi. Token của ông này bây giờ là xịn rồi. Create send. Oh, nó bị làm sao nhỉ? Thầy có nhầm chữ nào không? Rồi lại phải check lại phần code xem vừa nãy mình check phần e-admin như nào. Check e-admin này. Đó. Hỏi chấm ru bằng admin đúng không? Khác admin. Thế thì ông này ru ông này là cái gì? Ru ông này là admin. À, ông này có cái user trả về là user exit các bạn nhé. Đó, thế là hơi dị. Thế thì khi chúng ta check mà chúng ta verify token rồi, chúng ta kiểm tra rồi, sao chỗ này thầy lại để nó là user exit nhỉ? Role mình vẫn là admin đúng không? Trước thì thầy làm cái check user thầy để thế dễ hiểu. Đúng rồi, trước thầy giảng cho lớp mình thầy lại để như này. Để thầy check lại xem nào. Permission daily này tức là nó không phân giải được cái phần user từ token của mình đâu, hoặc là mình sai logic ở cái đoạn trên này. Để thầy mở lại thầy xem nào. Nó đã đi vào đấy mất rồi. Thế thì có phải là request.user.ru đang không ổn không? Đây mình check ngược lại đây xem nào. Mình check lại xem, mình decode verify token xem cái token để trông nó như nào. Có khi nào hôm trước thầy code cho lớp mình nó lại hơi dị một tí, hoặc là lại code nháp gì đó cho lớp mình, xong là lớp mình nó lại khác những lớp khác. Tại giờ là thầy code mấy cái dự án nó cũng kiểu. Mình sẽ quay lại xem nào. Đây. Thế thì rõ ràng là thầy đặt sai. Thầy đặt nó là ID, mà đáng ra ở đây thầy đặt nó là gạch dưới ID. Đó, không lấy được. Thì mọi người cố gắng là đang code MongoDB thì chúng ta sẽ dùng tất cả là gạch dưới ID. Chính vì thế là thầy sai thì bây giờ mình sẽ check lại xem cái phần mà mình mã hóa ấy, mình đã sai đâu thì mình sửa ở đấy. Cái lúc mà mình làm out ấy, mình làm mã hóa token đấy thì mình sửa lại. Chỗ này mình sẽ để là user cho nó chuẩn, user exit đây. Đó. Thế còn cái token này thì đây này, thầy sẽ để nó là gạch dưới ID các bạn nhé. Đó. Thế bây giờ thì cái token mình đã phân giải được rồi. Mã hóa một đằng gọi một lẻo, nó thế đấy. Rồi lấy cái token này vào phần thêm send. Đó, các bạn thấy là đây cái người này là người ta có quyền nên người ta mới thêm được cái sản phẩm. Như vậy là chúng ta làm phân quyền xong, nhưng mà nó có khác trên lớp các bạn học không? Bây giờ các bạn nhìn lại một lượt code xem nó có khác nhiều không. Sau khi chúng ta code xong chúng ta định commit đúng không? Chúng ta định commit thì chúng ta sẽ tìm hết những cái con số lốc vớ vẩn mình code xong mình xóa đi các bạn nhé. Chứ mình đừng có commit cho sếp nhìn. Rồi product.js con số lốc 11 này xóa đi nhé. Cái này mình biết thôi. Con số lốc decode này xóa đi này. Con số lốc connect thì mình cứ kệ, mình để đấy. Hai cái này để đấy. Comment giúp thầy biết là có lú không và có khác ở trên lớp các bạn học không? Có khác video của năm ngoái thầy làm không? 39 bạn, 2 bạn đi ra rồi. Vừa 41 bạn, 2 bạn đi ra rồi. Hôm nay có một bạn vào. Khác à? Khác video thầy dạy trên YouTube đúng không? Rồi thầy tóm tắt lại một tí, xong là chúng ta dừng ra điểm danh vậy. Có 40 bạn này là kiên trì đây đúng không? Chúng ta học trên YouTube ấy, thầy biết nhiều bạn đã học trên YouTube của thầy rồi. Và thầy biết là chúng ta xem hết video chúng ta code lại rồi. Nhưng mà phần check permission này thầy đang tái cấu trúc cho một cái dự án mà chúng ta sau này chúng ta có thể phát triển và tư duy theo kiểu là áp dụng vào trong thực tế. Thế nên chính vì thế nên là các bạn thấy là thầy làm từ nãy giờ nó khá là rối. Nó đang rối đối với người mới thôi. Còn khi mà thầy đã code một dự án lớn rồi thì thầy nhìn lại thì thầy thấy là cái gì cần dùng ấy, thầy biết ngay, nhìn phát thầy biết ngay. Giả sử cái phần check out này thầy check riêng ra đây. Check out tức là mình kiểm tra xem là người đăng nhập hay chưa. Mình chỉ kiểm tra là một là ông ấy có token, hai là cái token của ông hợp lệ, ba là có thể cái token của ông ấy là còn hạn sử dụng ấy. Hợp lệ tức là còn hạn sử dụng không bị sai ấy. Và cái token này verify được ngược trở về. Thế nếu mà không verify được thì chắc chắn nó sẽ đi vào phần next error. Còn verify được nó gắn cái thông tin user vào trong request để gửi về cho server, và lúc ấy server có user trong request rồi, server muốn kiểm tra quyền hay là server muốn xử lý cái gì xử lý. Về sau các bạn sẽ thấy là ví dụ như là trong trường hợp là ông ấy muốn cập nhật thông tin của cá nhân ông đấy thì chắc chắn ông đấy phải biết được ông đấy là ai. Thế thì lúc đấy các bạn sẽ check dựa vào cái request.user này, dựa vào token mình verify. Hoặc là trong trường hợp bạn muốn đổi mật khẩu đi, đúng không? Bạn muốn đổi mật khẩu mà bạn không dùng email ấy, thì rất có khả năng là bạn sẽ sử dụng câu hỏi phụ, hoặc là bạn sẽ sử dụng cái request token. Thế lúc đấy thì nhiều khi các bạn cũng lại phải sử dụng đến check out. Chính vì thầy nghĩ đến những cái trường hợp đấy nên thầy đã tách ra cho các bạn thành một cái function riêng. Check out là một function riêng, check admin là một cái function riêng, và tương lai rất có thể là có cả check permission đấy đó. Check permission tức là check chung, và lúc đấy các bạn sẽ không còn check out nữa. Check chung tức là mình sẽ cứ truyền cái gì vào thì nó check cái đấy. Check permission.js. Cái việc mà chúng ta mới học code thì chúng ta chỉ viết những cái function đơn giản. Còn về sau chúng ta thấy là chúng ta code nhiều, chúng ta bắt đầu code những cái function nó khá là phức tạp. Ví dụ như chúng ta có cái function là check permission đấy, thầy sẽ code mẫu cho bạn nhìn nó khá là khác so với cái việc mình check out không nhé. Check out và check admin ấy, chỉ biết được là người ta đăng nhập hay chưa và người ta có là admin hay không. Còn đâu check permission nó sẽ khác này. Check permission này. Permission nói chung nên là nó sẽ là bằng cái này, mình sẽ truyền cái rule vào đây. Cái rule này nhiều khi nó sẽ là một mảng nên nó sẽ là số nhiều các bạn nhé. Rồi nó lại đi gọi một cái hàm khác, có request, có response, có lệnh, mũi tên như này. Đấy, xong này chúng ta sẽ hash permission, đúng không? Kiểm tra cái permission này xem nào. Hash permission sẽ bằng rules. Xong rồi mình sẽ sum, mình kiểm tra là ít nhất là ông có một trong số những cái quyền này thì tôi sẽ cho ông vào. Nó sẽ là rule item ấy, đúng không ạ? Request chấm user. Lúc này là mình đã có cái user gắn vào trong request ở bên phía check out rồi. Bây giờ mình lại kiểm tra là row này lúc này nó là một mảng nên là mình sẽ include đó, include này, đúng không? Xong là có row này không? Nếu mà cái row này mà nó tìm được một cái row ở trong cái mảng row này thì ông này ông có quyền, còn nếu ông không có quyền thì nó sẽ coi như là cái đoạn này là trống trơn, đúng không ạ? Phần row này mình truyền vô. Chỗ này nó sẽ là hai cái mũi tên liên tục, tức là cái hàm này nó sẽ trả ra cái hàm bên trong. Đó. Rồi trong if này mình sẽ kiểm tra, mình sẽ dùng phủ định đi, hash permission để mình sẽ return ra lỗi. Đó, rest.status có thể là cũng báo là permission delay, đúng không? 403.json message nó lại đơ là sao nhỉ? Message error. Mọi người có thấy hình một lơi tiếng một lơi không? Tí đến lúc ghi âm xong lại bảo là tí em thấy thầy hình một lơi tiếng một lơi. Permission delay. Đó. Thực tế ra nó như thế các bạn. Thực tế ra nó sẽ lằng tà lằng ngoằng như thế. Nếu mà nó không bị lỗi gì thì nó sẽ gọi hàm lách. Phần permission này mình sẽ export ra. Đóng vô các bạn nhìn cho dễ này. Check permission này nó xịn hơn check admin rất nhiều. Tại vì trong thực tế ra có rất nhiều quyền, có khoảng mười mấy quyền khác nhau. Ví dụ như thầy làm ở một công ty, thầy vừa có quyền nhân sự, thầy vừa có quyền CTO, thế thì thầy vừa có quyền xem code và thầy vừa có quyền xem lương, đúng không? Hoặc là thầy thậm chí là thầy còn có quyền ký đơn nghỉ việc cho một số bạn đó. Như vậy ấy, thì chúng ta hình dung được là khả năng cái role của mình ấy, là ông này ông có nhiều quyền và ông chỉ cần có một trong số những cái quyền mà view được nhân sự thôi là ông view được, một trong số những cái quyền mà có khả năng xóa được nhân sự thôi là ông xóa được. Và lúc đấy cái rule của mình ấy, trông nó sẽ như này các bạn nhé. Cái rule của mình ấy, trông nó sẽ làm cái mảng như này. Ông có quyền admin, ông có quyền manager, đúng không? Ông có quyền CTO chẳng hạn, hoặc là có quyền là PM ở đây chẳng hạn, ví dụ vậy. Thế thì rõ ràng là chỉ cần một trong số những quyền này có cái này, nó chỉ là vai trò thôi, role về cơ bản nó là vai trò các bạn nhé. Dịch ra nó là vai trò. Đấy, còn cái quyền thực sự ấy, nó sẽ gắn theo vai trò. Quyền thực sự nó sẽ gắn theo vai trò. Đấy, chính vì thế nên là các bạn phải phân biệt được hai cái này để khi vào hệ thống lớn các bạn hiểu. Nó khác rất nhiều so với các bạn code trên lớp cơ bản. Hệ thống các bạn chỉ có 2 quyền đến 3 quyền thôi, khách, admin với user bình thường thôi. Còn hệ thống, những hệ thống thầy xây dựng nó khoảng mười mấy quyền. Và những cái quyền này nó phải là quyền động các bạn nhé, dynamic permission. Nó ở chỗ này nó sẽ là permission, đúng không? Permission. Cái permission này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ phụ thuộc vào những cái quyền này. Ở đây thì mở cho các bạn cái cấu trúc thiết kế database, một cái database thầy đã tối giản ra này. Bây giờ em thấy ghép luôn cái tham số ru ra thì lúc mình truyền vào mình không phải truyền cả một mảng nữa, mình chỉ cần cái gì mình truyền cái đấy rồi. Red luôn cái ru là cái nào? Cái này hả? Thầy cái bên trên đó thầy, cái tham số của thằng check permission đấy, mình red luôn, mình ba chấm luôn nó ra, lúc mình truyền thì mình chỉ truyền. À, ok. Em muốn chấm này hả? Em muốn đúng rồi, ba chấm ra, lúc mình truyền là mình chỉ truyền mỗi chuỗi vào thôi, chứ mình không phải truyền cái mảng nữa. Không cần phải để chắc turing nữa, tại vì bản chất của nó là một cái mảng rồi, mình không phải để chắc turing nữa, mà mình chỉ cần giải nó ra, gom kiểu mình gom nó vào ấy. Ok, cách đấy cũng được. Thôi bây giờ cứ để thế này đã, thì để thế này thì mình thêm cái khâu là include, nhìn nó hơi khó hiểu nha. Thế còn khi em rest nó ra thì nó là cái mảng, và lúc đây mình sẽ xử lý tiếp, đừng bên trong. Thế còn nếu mà các bạn mà không biết cái ông include này, nhiều khi các bạn sẽ phải dùng một cái vòng lặp for ở đây đấy. Có nhiều bạn thầy thấy là khi bắt đầu đi code mà check permission, mà check nhiều quyền cùng một thời điểm ấy, cùng một permission, cùng một role ấy, thì mình sẽ dùng cái vòng lặp for. Đấy. Nhưng mà thôi, từ từ để thầy mở cho các bạn cái DB design của thầy đã. Không đi đến đoạn này là các bạn bắt đầu lú rồi. Login thử xem nào. Mọi người đợi thầy xíu, thầy đang không đăng nhập được. Mình nháp cho các bạn cái này để về sau giải thích cho các bạn nó dễ. Giải thích xong đoạn này thầy sẽ hỏi mọi người xem bao nhiêu bạn hiểu. Đây đúng không ạ? Chúng ta có một cái ông user này. Cái ông user các bạn tạm thời bỏ qua mấy cái khác nhé, tạm thời bỏ qua mấy cái linh tinh khác. Chúng ta chỉ quan tâm từ cái đoạn user này móc sang role và móc sang permission thôi. Ông user cũng sẽ có một số cái vai trò. Và khả năng cao ấy, cái chỗ này nó sẽ là gì? Nó sẽ là số nhiều các bạn nhé. Ông này ông cùng một lúc ông đảm nhiệm rất nhiều cái vai trò cho công ty, có thể là một vai trò, hai vai trò, ba vai trò, và mỗi cái vai trò này nó sẽ có một vài quyền, và lúc đấy nó sẽ có một cái array, một cái mảng nó tên là permission. Ví dụ như là cái vai trò là nhân sự thì có thể là có quyền view thông tin của từng nhân sự, có quyền xóa thông tin của từng nhân sự, có quyền add rule cho những nhân sự dưới cấp. Đấy. Thế thì trong những cái permission đấy nó sẽ liệt kê hết vào cái mảng này. Cái mảng này nó sẽ dẫn dắt sang một cái collection nó tên là permission. Permission bên này ấy, nó sẽ có ID của permission, có name của permission, và có thể là có thêm cái description của cái permission đấy. Cũng có thêm những cái trường như là create từ đất, update từ đất, đấy là cái kinh điển rồi, đúng không? Đương nhiên là phải có. Thế sau đó thì các bạn mới nhìn ra là hóa ra là một vai trò thì trước giờ nó sẽ có nhiều quyền. Và rõ ràng là có những cái vai trò thì nó sẽ có chung một số quyền và khác nhau một số quyền các bạn nhé. Một số cái vai trò nó sẽ chung một số quyền và khác nhau một số quyền. Ví dụ như là thầy là manager thì thầy có quyền xem và xóa bài viết của một của một tác giả nào đó. Nhưng mà chính tác giả đấy cũng có quyền xem và xóa bài viết. Thế còn đâu super author thì nhiều khi người ta còn quản lý các tác giả khác, đúng không? Ví dụ vậy, trong một hệ thống thì nó như vậy. Thì các bạn phân tách được ra thành những cái thực thể ở trong cái vấn đề thiết kế lược đồ, thiết kế cơ sở dữ liệu, thì lúc đấy các bạn sẽ bắt đầu, các bạn sẽ thấy là cái việc phân quyền này nó cũng không quá khó. Thì các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy là thầy thiết kế, thầy check permission ấy, là do có một cái hệ thống nó yêu cầu phân quyền động nên thầy mới phải làm thế. Còn phân quyền tĩnh tức là mình chỉ có một admin duy nhất thôi, admin nó to nhất và admin làm mọi thứ, thế còn những ông khác chả có quyền gì cả. Nên nó khác. Hiếu giơ tay, Hiếu phát biểu đi Hiếu. Hiếu ơi, bạn có một bạn Hiếu vừa giơ tay mà. Em ấn nhầm thầy. Ui giời ơi. Đấy, bây giờ thầy hỏi các bạn nhé, những cái mà thầy vừa mới tách ra ấy, và những cái mà thầy vừa làm phân quyền ấy, các bạn nhìn lại cái phần product này. Khi mà chúng ta muốn thay đổi một sản phẩm, muốn xóa và muốn cập nhật và muốn thêm ấy, chúng ta cần phải check out, tức là kiểm tra bạn là ai. Sau đó mình check admin là kiểm tra xem bạn có phải admin hay không thì bạn có quyền. Đến đoạn này là tất cả mọi người đều hiểu đúng không? Những cái việc check out này nó không làm cái nhiệm vụ là kiểm tra ông phải admin không, mà nó chỉ kiểm tra xem ông có token hay không, token hợp lệ hay không. Rồi từ token ông verify user, rồi sau đó ông gắn cái user đấy vào trong request. Đó, để cho cái phần tiếp theo nó xử lý tiếp. Cái phần này mọi người hiểu, mọi người gõ 1 giúp thầy phát xem nào. Khó đúng không? Thực ra cũng chẳng khó lắm, mọi người cứ ngẫm nghĩ khoảng một buổi chiều là ra ấy mà. Có khi chỉ 1 tiếng hoặc là 15 phút là ra, bạn nào mà nhanh trí thì nhìn qua là hiểu vấn đề liền đấy. Hôm nay chúng ta là có buổi số bao nhiêu không biết. Cái này gọi là check permission đúng không? Check permission, thầy cứ gọi là check permission nhưng mà thực ra thì mình đang làm check out thôi. Check out và check và verify thôi. Vừa nãy thầy còn nhúng đến một cái đoạn nó tên là verify ấy. Thực ra verify các bạn hoàn toàn có thể tách ra thành một cái ông verify token riêng. Verify thì nó liên quan đến những cái liên quan đến JWT, các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái until nó tên là JWT cũng được. Đoạn đấy, đây này, JWT này. Ở đây thầy có verify token, hoàn toàn thì chúng ta hoàn toàn có thể viết luôn cái function nó tên là export const const generate token chẳng hạn. Generate token, tức là cái hàm này chuyên để gen token đúng không? Chúng ta đưa vào payload và chúng ta đưa vào cả cái thời gian hết hạn xvirus đúng không? Xvirus in, tên nó là xvirus in. Mặc định cho nó bằng khoảng độ 1 ngày hay 10 ngày gì đấy đi. Mình để 10 ngày cho nó lâu, cho nó hết học kỳ luôn đi, cho thầy đỡ phải mỗi lần thầy demo thầy này phải đăng nhập lại mệt lắm đúng không? Chúng ta sẽ return ra trong này. Đấy, thế rồi return thì return cái việc là JWT đúng không? Vừa nãy là verify thì nó là verify, JWT verify. Đây là mình tạo ra ấy, mình generate thì mình sẽ sync bên trong tham số đầu tiên nó sẽ là payload. Đó. Tham số thứ hai nó sẽ là JWT secret đúng không ạ? Và tham số thứ ba nó chính là cái xvirusin. Xvirusin này là cái tham số người ta truyền vào. Thế thì mặc định nó sẽ là 10 ngày. Còn nếu mà mình muốn thay đổi thì mình sẽ để là xvirusin ở đây. Đó. Return chỗ này các bạn có thể bỏ dấu ngoặc định được, tại vì nó chỉ có một câu lệnh trong return nên chúng ta có thể rút gọn. Đó. Thế thì ở đây phần generate token là mình để ngon lành ở đây, verify token mình để ngon lành ở đây. Thì rõ ràng là phần out nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Controller nó không phải là cái chỗ để các bạn code logic vào đấy đâu các bạn. Bình thường controller nó nhằm nhiệm vụ điều khiển cơ. Và nếu mà dự án nó phình to ra ấy, các bạn sẽ phải code logic ở một cái chỗ nào đó tên là service. Hiện tại dự án này thầy để nó ở phần controller này là do dự án chúng ta còn bé. Thế bây giờ các bạn thấy là phần này ấy, các bạn không phải JWT size ở đây nữa, mà các bạn chỉ việc gọi đến gì ạ? Chúng ta đang tạo token, chúng ta generate token. Thì chúng ta sẽ gì ạ? Gọi đến generate token. Rồi truyền vào đây cái tham số cần phải xử lý. Ví dụ cái đầu tiên nó là cái payload. Cái payload thì các bạn thấy là chúng ta đã có cái user assist đây rồi. Đúng không ạ? Thì bây giờ cái payload của mình nó sẽ là user assist. User assist .id. Đó. Thế còn phía sau nữa nó là cái thời gian, đúng không? Cái thời gian mình cần thay đổi. Nếu các bạn không truyền ấy, thì cũng không sao cả, tại vì mặc định nó sẽ nhận là 10 ngày các bạn nhé. Còn nếu các bạn truyền thì các bạn truyền chuỗi giúp thầy, truyền như này cũng thầy đó. Thế thì khi mà các bạn đăng nhập thì các bạn generate token, còn khi các bạn phải verify token thì các bạn lại gọi hàm verify token ở bên check out. Đấy, verify token này nó thành ra nó còn một dòng thôi. Sau này các bạn dùng ấy, thì nó vốn dĩ là một cái hàm tiện ích, nó ở đâu đó ở đây thì mình cứ lấy ra mình dùng đó. Khá là dài đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đến cái phần category và phần product. Hôm nay mình sẽ xử lý cái mối quan hệ giữa hai thực thể này. Thực ra thì DB của mình nếu như mà chúng ta xử lý sâu một chút ấy, thì nó sẽ như này. Đây là cái dạng thầy đã cố gắng rút gọn và xóa đi một số chỗ. Xóa đi một số chỗ chúng ta còn chưa làm order, chưa làm card cơ. Thì các bạn nhìn thấy nhé, vì nó là mối quan hệ phức tạp giữa nhiều biến thể. Giả sử như vậy chúng ta có product, có brand, có category. Một brand sẽ có nhiều danh mục, và một danh mục cũng có thể có nhiều thương hiệu khác nhau. Ví dụ Xiaomi nó sẽ có pin, có điện thoại, có đồng hồ, có máy tính bảng, có chuột. Và đương nhiên đấy là những cái danh mục khác nhau. Tuy nhiên cùng là một con chuột nó có thể có nhiều thương hiệu. Có thể con chuột đấy của Logitech, của Xiaomi, của Apple, đúng không? Nó là mối quan hệ nhiều. Và chính vì thế hai ông này nó phải lồng qua cái ông product đó. Thế thì cái việc brand và category chúng ta chưa quan tâm vội nhé. Chúng ta để ý cái phần variant này, móc lối sang card, size và color. Giả sử như tương lai nó còn có thể có thêm chiều cao, cân nặng của hàng nữa thì còn ối rồi ôi nữa. Nhưng bây giờ mình để tạm sơ là một mặt hàng nó sẽ có size và có color. Mình bế order đi chỗ khác đi, phắn ra cho gọn. Cái size với color này nó đã đủ phức tạp rồi. Tại vì ở đây size với color của thầy nó không hề ảnh hưởng đến giá, nó chỉ ảnh hưởng đến quantity thôi. Tức là nó ảnh hưởng đến số lượng thôi. Còn nếu mà nó ảnh hưởng đến giá đấy thì ông price mặc định sẽ không còn nằm ở đây đâu các bạn nhé. Ông price mặc định sẽ bị xóa ngay khỏi bảng sản phẩm, mà price nó sẽ phụ thuộc vào size và color, nên ông price nó sẽ ở đây. Đó. Cứ phải price bên kia. Mỗi sản phẩm nó sẽ phụ thuộc vào kích thước, nó phụ thuộc vào màu sắc. Ví dụ cái iPhone màu vàng thì nó lại đắt hơn cái iPhone màu trắng chẳng hạn. Chính vì thế nên là cái đoạn này nó sẽ có một cái sự linh động tùy vào cái business của mình. Thế còn trong trường hợp này thầy làm đơn giản hóa thì thầy ok, thầy coi như là những cái biến thể này sẽ cùng giá tiền với nhau. Thế này là mình làm kiểu đơn giản. Thầy sẽ delete cái field đi. Thầy để cái size nó ở bên này, để cái price nó ở bên này. Tức là giá thì không hề bị ảnh hưởng. Trong thực tế thì nó khá là khó, đó, cái trường hợp này. Thì khả năng cao là nếu như mà chúng ta có thời gian chúng ta hãy giải quyết bài toán này trong khoảng mấy ngày tới. Hello Điệp, giơ tay, Điệp phát biểu đi em. Thưa thầy, cho em hỏi là cái bảng trung gian giữa card với lại product ấy là branding, bảng này có nghĩa là gì thầy? Cái bảng này ấy, nó là cái sự phối trộn giữa cái biến thể với sản phẩm. Tại vì những cái biến thể này ấy, nó sẽ quyết định số lượng của từng biến thể em nhé. Thế nên ở trong product này nó sẽ không có, size và color cho từng sản phẩm, mà nó chỉ có một variant thôi. Variant này nó là cái array. Thế trong array này chúng ta sẽ tham chiếu sang phần ID bên này. Đúng ra là chỗ này là thầy đang bị tham chiếu ngược. Variant này mình phải tham chiếu ngược vào product mới đúng. Cái mũi tên này nó chẳng sai. Thì chúng ta cứ hình dung đơn giản như này. Ông variant này ông ấy sẽ có những cái dòng ở những cái document, này nó sẽ bao gồm ID của variant này và cái sản phẩm ở trong cái phần biến thể đấy. Và cái sản phẩm này nó sẽ quy định cụ thể luôn là nó có size bao nhiêu, color bao nhiêu, quantity như nào. Ví dụ nhé, thì ví dụ như là một sản phẩm thực tế nó nằm ở trong cái bảng cái condition variant này, nó sẽ có product là ABC gì đấy, nó chỉ là cái ID của product thôi. Product này thực ra nó là ABC. Để thầy xóa cái em đã thấy cái này có ví dụ như là chẳng hạn như là có những cái mẫu như kiểu là mẫu đồ điện tử hoặc là mẫu quần áo chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái variant khác nhau ấy, đúng không thầy? Thì cái này nó kiểu là cái mục đích đấy. Đúng rồi. Đối với chỗ này thầy viết sai, nó là variant ID và nó sẽ lối sang product ID chỗ này này. Sao em nhìn kia em thấy nó kỳ tí. Đúng rồi, nó phải như này. Thế thầy bỏ là cái chỗ này thầy lối sai. Lối sang variant đúng rồi, và phải lối sang product ID như này. Thế này thầy lối ngược, thầy phải lối ngược trở lại. Cái variant nó phải lối ngược sang product mới đúng. Ở đoạn này thì để thầy sửa lại sau nhé. Cái này để thầy sửa lại sau nhé. Tạm thời giải thích cho bạn Điệp hiểu và hình dung như này. Cái variant này nó sẽ có từng những cái sản phẩm. Mỗi cái sản phẩm này có chi tiết sản phẩm là product detail bên này này. Đúng là ông này nó phải là product detail đúng không? Chi tiết, thông tin chi tiết ở đây. Thế còn ông variant này ông chỉ có cái product ID thôi. Thế còn bên dưới ông sẽ có cái size cho cái product ID đấy, có cái color cho cái product ID đấy, có cái số lượng dành riêng cho cái biến thể đấy, đúng không ạ? Thế chính vì thế nên khi chúng ta mua hàng, chúng ta thêm vào giỏ hàng ấy, thì thực ra là chúng ta thêm một cái sản phẩm nó rất là cụ thể, là size là gì, màu là gì, đúng không ạ? Thì lúc đấy thì các bạn sẽ phải lối qua variant. Xong variant này ấy, người ta muốn biết là từ dựa vào cái product ID ấy, người ta sẽ xoay ngược ra là tên sản phẩm là gì, mô tả sản phẩm ra làm sao. Đấy là thông tin chi tiết của sản phẩm rồi. Đấy, thì chúng ta chỉ cần kiểm tra là cái sản phẩm đấy cụ thể nó có ID như thế này, có những cái biến thể như này, có số lượng như này, thì mình sẽ kéo được sang card. Và từ đấy các bạn thấy là cái phần card này nó đã tác động trực tiếp vào quantity của variant. Variant này nó sẽ kiểm soát là nếu mà kho hàng của mình chỉ có 100 sản phẩm iPhone XL màu vàng cụ thể như thế đi, RAM 500, RAM 8GB đi, thế mà ông thêm 101 sản phẩm, tức là ông thêm quá nhiều mà người ta không cho phép nữa. Đấy, cái câu chuyện là chúng ta kiểm soát sản phẩm bằng biến thể chứ không phải là kiểm soát sản phẩm bằng chi tiết sản phẩm, đúng không? Đoạn này mọi người nên phải làm thực tế, phải vẽ ra cái connection thì mới thấy nó hoạt động như nào. Còn hiện tại thầy vẽ đây nó thực tế nó cũng chưa chính xác. Thầy vẽ nhà thầy thấy sai, đến lúc thầy connection, thầy connect nó không ổn thì thầy lại kiểm soát lại. Có nghĩa là mình tư duy là mình muốn làm như thế này, nhưng mà khi mình móc lối các trường ấy, thì có thể nào thầy vẽ vội, thầy vẽ sai. Thế ông thầy sẽ thiết kế lại xem có thể là quay dựng video một thời gian tới không. Nếu mà quay dựng thì khả năng nó phải mất tầm mười mấy video, tại vì chúng ta sẽ làm card, làm order, làm biến thể, và biến thể nó có tác động đến giá các bạn nhé, tác động đến giá. Đấy thì nó mới gọi là đồ án tốt nghiệp. Đồ án của các bạn nó sẽ rơi vào 4 tháng đấy, và 7 người làm đấy, đúng không? Rồi, bây giờ mình làm cái bài toán đơn giản nhất là cái bài toán mà sản phẩm mình chỉ có danh mục thôi. Còn mấy cái này thì mình dần dần mình sẽ phát triển sâu. Bây giờ sản phẩm có danh mục thì mình làm nào? Tạm thời thầy sẽ tắt cái ông này đi, đánh dấu vào xong rồi. Tắt cái ông này đi cho đỡ lag nhé. Bây giờ chúng ta quay sang phần tiếp theo. Chúng ta có category. Cố gắng làm nốt phần này. 39 bạn. Thôi thầy xin phép mất mấy phút điểm danh phát nhé. Không sợ lại tí nữa các ông đi ngủ hết. Đúng là học xưởng này nó vất vả và nó có nhiều cái hay, đúng không? Nhưng mà nó cũng khá là kém. Đây. Không biết chúng ta điểm danh buổi bao nhiêu rồi? Buổi 7 rồi. Đây vẫn 40 bạn thường xuyên tham gia thì phải. Thầy đọc tên mọi người gõ 1 trên khung chat giúp thầy nhá. Đây rồi, ok. Có Xuân Bắc này. Tuấn Anh này. Tuấn Anh đâu? Bách đúng không? Bách, Dương Khánh. Dương Khánh đâu em? Dương Khánh vắng này. Doãn Phong. Bạn Doãn Phong này. Tùng Anh, Trọng Khánh. Trọng Khánh đâu? Trọng Khánh cũng vắng à? Quang Minh. Minh đây rồi. Trọng Luật. Em Phong quá thầy ơi. Ok Phong. Minh, Thọ, Luật vắng à? Viết Huy. Biết Huy vắng à? Thọ đây rồi, Bùi Minh Phương, Duy Khánh đâu? À, Duy Khánh đây rồi, Thương, Trường Giang, Tùng Anh. Trường Giang đâu nhỉ? Trường Giang vắng nhá. Thùy Linh, Đình Chiểu. Chiểu đâu nhỉ? Bạn Chiểu này nghỉ rồi. Văn Nhân đây rồi. Mai Đức Dương, Trương Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Lâm. Hiếu đây rồi. Đức Dương vắng à? Thanh Lâm vắng à? Việt Hà, Văn Quyền. Có thầy ơi, Việt em Hà vừa ấn một đấy. Ok, Lâm đây rồi. Quyền rồi. Quảng Hà, Văn Trường. À, nhảy mũi quá. Nguyễn Văn Trường đâu? Đỗ Anh Tú phải bỏ này, sao này? Nguyễn Viết Phong, Quảng Hà rồi. Viết Phong đâu? Viết Phong chưa thấy đâu. Nhất Linh đâu em ơi? Thế Vinh, Trần Mạnh Quân. Chu Quảng Hà, Thế Vinh, Trần Mạnh Quân vắng nhá. Bạn Trường vừa mới chat cho thầy là Trường 371. Trường 371 là ông nào? Trường 371 có rồi sao đây, đúng không? Đây, Nguyễn Văn Trường 371 đây rồi. Ok, thầy lướt lại một lượt này. Chúng ta vắng bạn Tô Dương Khánh, bạn Trọng Khánh, bạn Trọng Luật, bạn Viết Huy rồi, bạn Trường Giang, bạn Đình Chiểu, bạn Đức Dương, bạn Đỗ Anh Tú, Nguyễn Viết Phong, Tạ Nhất Linh, Nguyễn Thế Vinh, Trần Mạnh Quân. Rồi, ok, chắc là hết rồi. Chúng ta sẽ sang cái lớp bên kia. Hôm nay thầy sẽ tính cho các bạn là 2 buổi nhé. Tí nữa thầy sẽ lọc lại những cái bạn vắng, thầy sẽ điểm danh tiếp buổi số 8. Và chúng ta sẽ ngồi một phát từ 8:30 đến tầm 11 giờ nhé. Hôm nay chúng ta tập trung là thầy hướng dẫn, xong buổi sau thầy sẽ cho các bạn lên xưởng thực hành. Có thể là sẽ rơi vào khoảng thứ 6 hoặc thứ 7 tuần này. Các bạn gặp khó khăn gì các bạn có một ngày, tối nay này, ngày mai này, và cả ngày kia nữa, xong đến chiều thứ 6 hoặc chiều thứ 7 sẽ gặp thầy để thầy hỗ trợ. Hồng Thái, Quốc Toản. Hồng Thái đâu? Chí Việt, Ngọc Giao, Quý Hiếu. Ngọc Giao, Chí Việt bây giờ. Quý Hiếu đâu? Quý Hiếu nghỉ à? Nguyễn Văn Thái, Lê Đình An. Nguyễn Văn Thái nghỉ à? Nguyễn Tú Tài, Nguyễn Quang Tùng. Quang Tùng đâu nhỉ? Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Quang Huy, Ngô Phùng Cao Quý. Hiền Quý đây rồi. Quang Huy đâu nhỉ? Lại Thế Hoàng Anh đây rồi. Quang Huy vắng nhá. Nguyễn Minh Đại. Nguyễn Minh Đại hôm trước xin nghỉ bây giờ bay đâu rồi? Nguyễn Việt Hà, Lương Bá Phong. Nguyễn Việt Hà, Lương Bá Phong đầy đủ rồi. Vũ Hồng Điệp, Lê Văn Vũ. Lê Văn Vũ đâu nhỉ? Lê Văn Vũ vắng. Nguyễn Văn Phúc, Giang Việt Khanh, Bế Việt Cường. Khanh Minh Cường đâu nhỉ? Hai bạn này học lớp thầy mà. Em có thầy ạ. Lê Văn Vũ đây rồi. Khanh Minh Cường đâu rồi? Tắt mic tắt cam ngồi chơi game rồi ạ. Rồi lưu nhá. Còn Hồng Thái vắng này, Lê Quý Hiếu này, Nguyễn Văn Thái này, Nguyễn Quang Tùng này, Nguyễn Quang Huy này, Nguyễn Minh Đại này, Giang Việt Khanh này, Bế Việt Cường. May quá nó không lỗi nha, B đúng không? À, B mà lại lỗi thì